Xin chào các em. Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về dao động điều hòa và dao động của con lắc lò xo. Trong bài học hôm nay, thầy và các em cùng tìm hiểu về con lắc đơn và xét xem chuyển động con lắc đơn có phải dao động điều hòa hay không. Ta xét bài 3, con lắc đơn. Trong bài học hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Thứ nhất, con lắc đơn là gì? Thứ hai, khảo sát con lắc đơn về mặt động lực học. Thứ ba, khảo sát con lắc đơn về mặt năng lượng. Thứ tư, ứng dụng con lắc đơn để đo gia tốc rơi tự do. Và phần cuối cùng, áp dụng một số công thức để giải các bài tập đơn giản. Vậy phần đầu tiên ta tìm hiểu thế nào là con lắc đơn. Mời các em quan sát chuyển động một con lắc đơn. Trên hình thầy đang có chuyển động một con lắc đơn. Và từ đây các em thấy rằng con lắc đơn có cấu tạo là gồm hai phần. Phần thứ nhất gồm một vật có khối lượng m được treo bởi một sợi dây. Và ở đây các em chú ý là cái sợi dây này là không giãn và khối lượng không đáng kể. Vậy con lắc đơn gồm một vật khối lượng m treo vào đầu sợi dây không giãn, khối lượng không đáng kể, có chiều dài l. Các em chú ý rằng dao động con lắc đơn nó chuyển động trên một quỹ đạo là đường cong, chứ không phải là đường thẳng giống như con lắc lò xo. Và ở đây về vị trí cân bằng thì các em thấy rằng con lắc đơn dao động xung quanh cái vị trí cân bằng là đường màu đỏ. Vậy vị trí cân bằng con lắc đơn là vị trí mà dây treo có phương thẳng đứng. Vậy chuyển động con lắc đơn có phải là dao động điều hòa hay không thì ta cùng nhau khảo sát con lắc đơn về mặt động lực học. Hai la mã khảo sát của con lắc đơn, dao động con lắc đơn về mặt động lực học. Mời các em quan sát hình vẽ. Ban đầu từ vị trí cân bằng, thầy kéo vật nặng ra một góc alpha xông nhỏ hơn 10 độ, rồi buông nhẹ cho vật dao động. Thầy xét vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc lệch alpha bất kỳ. Tại vị trí góc lệch alpha bất kỳ này, thầy đi biểu diễn các lực tác dụng lên vật nặng m. Vậy đây ta dễ dàng thấy có hai lực tác dụng lên vật nặng m. Thành phần thứ nhất là trọng lực p thẳng đứng hướng xuống. Thành phần thứ hai là lực căng dây t trùng với sợi dây và hướng vào điểm treo. Thầy đi phân tách trọng lực p thành hai thành phần. Thành phần thứ nhất là thành phần pháp tuyến pn vuông góc với quỹ đạo chuyển động. Thành phần thứ hai là thành phần PT tiếp tuyến với quỹ đạo chuyển động. Vậy thì ở vị trí góc lệch alpha bất kỳ này, theo định luật 2 Newton thì ta luôn có lực căng dây T cộng với trọng lực P bằng M nhân với gia tốc toàn phần. Em lưu ý ở đây là gia tốc toàn phần chính là hợp bởi gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến. Vậy chú ý trên hình vẽ ta thấy rằng thành phần PT đóng vai trò như lực kéo về và gây gia tốc tiếp tuyến, còn tổng hợp của thành phần T và PN đóng vai trò lực hướng tâm gây ra gia pháp tuyến hướng tâm. Thầy chọn chiều dương như hình vẽ. Vậy khi đó ta sẽ có trừ PT bằng M nhân với AT. Mặt khác, từ hình vẽ ta thấy rằng PT ở đây chính là bằng P nhân sin alpha. Vậy tức là ta được trừ MG sin alpha sẽ bằng M nhân với A tiếp tuyến. Và do đó AT ở đây thì ký hiệu gọn này là A sẽ bằng trừ G nhân sin alpha. Do đang xét alpha nhỏ hơn 10 độ nên sin alpha xấp xỉ bằng alpha tính theo đơn vị radian bằng độ dài cung OA chia cho bán kính L hay chính bằng S chia L. Vậy nên ta có A bằng trừ G nhân S chia L. Trong biểu thức trên, ta thấy rằng G và L là các đại lượng dương. Vậy nên ta đặt omega bình bằng G chia L. Thay biểu thức ta được A bằng trừ omega bình S. Biểu thức này có dạng là A bằng trừ omega bình X, giống như một vật dao động điều hòa. Vậy thì đây ta có thể kết luận rằng nếu như góc alpha không mà nhỏ hơn 10 độ
thì có nắp đơn dao động điều hòa. Và khi đó tần số góc omega sẽ là căn của g trên l, chu kỳ t bằng 2 pi căn của l trên g, và tần số f bằng 1 trên 2 pi căn của g trên l. Về phương trình dao động thì xét theo ly độ cong S thì ta có S bằng S0 cos omega t cộng phi, trong đó S0 ở đây là biên độ dài. Xét theo ly độ góc thì ta có alpha bằng alpha 0 cos omega t cộng phi, với alpha 0 là biên độ góc hay gọi là góc lệch cực đại. Vậy trong phần 2 Nam Á ta vừa khảo sát con nắp đơn về mặt động lực học, và ta thấy rằng khi alpha 0 nhỏ hơn 10 độ thì vật dao động điều hòa. Các công thức, các bài tập liên quan tới dao động điều hòa thì đều áp dụng cho con nắp đơn trong trường hợp alpha 0 nhỏ hơn 10 độ được. Vậy con nắp đơn về mặt năng lượng thì như thế nào? Ta cùng nhau chuyển qua phần 3 Nam Á. 3 Nam Á khảo sát dao động của con nắp đơn về mặt năng lượng. Vì con nắp đơn là một cơ hệ nên năng lượng con nắp đơn sẽ được biểu diễn dưới dạng cơ năng. Phần thứ nhất, ta đi tìm hiểu về động năng. Vậy ta biết rằng biểu thức động năng là 1 phần 2 m nhân v bình. Biểu thức thế năng thì con nắp đơn ở đây tồn tại năng lượng thế năng dưới dạng năng lượng thế năng trọng trường. Do đó, các em quan sát hình vẽ thì sẽ chọn góc thế năng tại A. Vậy tại vị trí B thì con lắc đang có độ cao là h so với góc thế năng. Vậy ta thấy rằng thế năng trọng trường sẽ bằng mgh. Từ hình vẽ các em thấy rằng h ở đây sẽ bằng oa trừ oh. Oa là l, oh là l nhân với cos alpha. Vậy thầy thay vào, thầy được là bằng mgl 1 trừ đi cos alpha. Về mặt cơ năng thì cơ năng luôn bằng tổng động năng cộng thế năng, tức là 1 phần 2 mv bình cộng mgl 1 trừ đi cos alpha. Ta thấy rằng cơ năng sẽ bằng thế năng cực đại, tức là bằng mgl 1 trừ đi cos alpha 0 tại vị trí biên, và cơ năng này sẽ bằng động năng cực đại là bằng 1 phần 2 mv max bình tại vị trí cân bằng. Thì các công thức thầy vừa khảo sát là ta áp dụng được cho mọi trường hợp, cả trường hợp alpha lớn hơn 10 độ hay là nhỏ hơn 10 độ đều áp dụng được. Về tốc độ của vật, để khảo sát tốc độ của vật, ta áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho hai vị trí B và C. Cơ năng của B sẽ bằng cơ năng của C nếu như ta bỏ qua ma sát. Cơ năng của B là cơ năng tại vị trí góc lệch alpha gồm động năng và thế năng. Còn cơ năng tại C là cơ năng ở vị trí góc lệch cực đại thì sẽ bằng thế năng cực đại do tại C động năng bằng 0. Tức là 1 phần 2 mv bình cộng mgl 1 trừ đi cos alpha bằng mgl 1 trừ đi cos alpha 0. M2 vế ta giải ước và rút gọn biểu thức ta được. Tốc độ v sẽ bằng căn bậc 2 của 2gl nhân với cos alpha trừ cos alpha 0. Từ biểu thức trên các em thấy rằng tốc độ sẽ lớn nhất khi cos alpha bằng 0, khi góc alpha bằng 0, tức là cos alpha bằng 1. Vậy tốc độ cực đại sẽ bằng căn bậc 2 của 2gl 1 trừ đi cos alpha 0 tại vị trí cân bằng, tức là vị trí góc alpha bằng 0. Và tốc độ bằng 0 khi alpha bằng alpha 0, tức là ứng với hai biên. Về lực căng dây thì ta thấy rằng thành phần P và thành phần pháp tuyến PN sẽ đóng vai trò là lực hướng tâm. Vậy ta có theo định luật hai Newton thì T cộng P bằng M nhân A toàn phần. Chiếu lên phương hướng tâm thì ta được là T trừ đi PN sẽ bằng M nhân A hướng tâm. Mà A hướng tâm thì bằng V bình chia cho R, hay tức là bằng M nhân V bình chia L. Với V bình ở phần 3 nhỏ ta vừa khảo sát là bằng 2GL cos alpha trừ cos alpha 0
và thành phần PN chính là bằng P cos alpha là bằng MG cos alpha. Vậy thay V bình và PN vào biểu thức, ta được lực căng dây T sẽ bằng MG 3 cos alpha trừ đi 2 cos alpha không. Từ đây ta thấy lực căng dây lớn nhất khi mà góc alpha bằng 0 độ, tức là cos alpha bằng 1. Vậy T max bằng MG 3 trừ đi 2 cos alpha 0 tại vị trí cân bằng. Và T min khi mà góc alpha bằng alpha 0, tức là T min bằng MG cos alpha là tại vị trí hai biên. Vậy trong phần vừa rồi ta vừa khảo sát năng lượng, động năng, thế năng, cơ năng, tốc độ và lực căng dây. Vậy thì con lắc đơn có ứng dụng gì trong thực tế? Ta xét phần thứ tư, ứng dụng. Các em quan sát hình vẽ. Đây là bộ thí nghiệm của con lắc đơn. Để trong bộ thí nghiệm này, các em có thể khảo sát sự phụ thuộc của chu kỳ vào biên độ dao động, sự phụ thuộc của chu kỳ vào khối lượng vật nặng. Và từ bộ thí nghiệm này, các em có thể xác định được gia tốc rơi tự do. Vậy từ công thức T bằng 2 pi căn L trên G, ta suy ra G bằng 4 pi bình nhân L chia T bình. Vậy từ công thức trên để xác định được G, các em cần đi xác định được chiều dài L của dây treo. Ta đi đo thời gian của một số dao động, từ đó ta suy ra chu kỳ T. Ví dụ ta đi đo thời gian của 10 dao động thì ta chia cho 10 thì sẽ ra chu kỳ của con lắc. Thay L thay T vào công thức trên, ta suy ra được EG. Và để cho kết quả chính xác nhất thì ta đo nhiều lần và lấy giá trị trung bình. Vậy về bài con lắc đơn này, các em cần nắm lại những yếu tố sau đây. Thứ nhất, về lực kéo về thì thành phần PT sẽ bằng trừ MG sin alpha. Nếu như con lắc đơn này dao động nhỏ là alpha nhỏ hơn 10 độ thì nó sẽ xấp xỉ bằng trừ MG S trên L. Nếu con lắc này dao động nhỏ thì sẽ là dao động điều hòa. Về ly độ thì ly độ dài là S bằng S0 cos omega t cộng phi và ly độ góc alpha bằng alpha 0 cos omega t cộng phi. Trong đó S0 bằng alpha 0 nhân L, S nhỏ bằng alpha nhân L và các công thức độc lập với thời gian. S0 bình bằng S nhỏ bình cộng V bình trên omega bình. Alpha 0 bình bằng alpha bình cộng V bình chia GL. Trong các công thức trên thì alpha phải tính theo đơn vị radian. Về chu kỳ tần số thì omega bằng căn g trên l, t bằng 2 pi căn l trên g và tần số f bằng 1 trên 2 pi căn g trên l. Về mặt năng lượng thì động năng là 1 phần 2 mv bình, thế năng là mgl 1 trừ đi cos alpha. Do đó cơ năng thì bằng 1 phần 2 mv bình cộng mgl 1 trừ đi cos alpha chính bằng thế năng thực đại chính bằng động năng thực đại. Về tốc độ và lực căng dây thì tốc độ là căn bậc 2 của 2GL cos alpha trừ cos alpha 0 và lực căng dây T là bằng MG 3 cos alpha trừ đi 2 cos alpha 0. Vậy đây là toàn bộ kiến thức cơ bản mà các em cần phải nhớ. Để sau đây chúng ta sẽ áp dụng những kiến thức công thức cơ bản này để chúng ta áp dụng vào một số bài tập. Phần cuối cùng, 5 la mã củng cố. Thầy câu hỏi thứ nhất, một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ 2 giây tại nơi có gia tốc trọng trường g bằng pi bình mét trên dây bình. Câu A, tính chiều dài con lắc. Câu B, nếu tăng chiều dài thêm 10 cm thì chu kỳ con lắc là bao nhiêu? Vậy ở đây để cho chu kỳ T và để cho G. Vậy áp dụng công thức T bằng 2 pi căn L trên G. Thì ta suy ra L sẽ bằng T bình nhân G trên 4 pi bình. Đấy, thế T bằng 2 giây và G bằng pi bình thì ta được L bằng 1 mét. Cái câu B. Nếu tăng chiều dài thêm 10 cm, tức là L phải là bằng L cộng với 0,1 mét. Vậy tức là ra được 1,1 mét. Thầy lập tỷ số T phải chia T sẽ bằng căn của
L phẩy chia L. Vậy thay L phẩy bằng 1,1, thay L bằng 1, thay T bằng 2 thì ta suy được T phẩy bằng 2,1 giây. Câu vận dụng số 2. Tại cùng một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn có độ dài L1 dao động với chu kỳ T1 bằng 0,8 giây. Một con lắc đơn khác có độ dài L2 dao động với chu kỳ T2 bằng 0,6 giây. Tính chu kỳ con lắc có độ dài L. Câu A, L bằng L1 cộng L2. Câu B, L bằng L1 trừ L2. Và đi với bài này đề cho cùng một nơi trên mặt đất, tức là G không đổi. Ở đây chiều dài L thay đổi thì dẫn tới chu kỳ thay đổi. Vậy từ đây các em thấy rằng chu kỳ T bằng 2 pi căn L trên G. Ta thấy T là tỷ lệ với căn bậc 2 của L. Và do đó là L sẽ tỷ lệ với T bình phương. Vậy câu A, L bằng L1 cộng L2 thì chỗ nào có L thì thầy sẽ thay bằng theo tỷ lệ là bằng T bình. Vậy tương đương với T bình sẽ bằng T1 bình cộng với T2 bình. Để từ đây ta rút ra T bằng căn bậc 2 của T1 bình cộng T2 bình. Ta thay số T1 bằng 0,6, T2 bằng 0,8. Ta bấm máy tính được 1 giây. Tương tự như vậy với câu B. L bằng L1 trừ L2. Thì ta cũng suy ra T bình sẽ bằng T1 bình trừ T2 bình. Và do đó T bằng căn bậc 2 của T1 bình trừ T2 bình. Ta thay số là 0,8 bình cộng trừ đi 0,6 bình và kết quả xấp xỉ bằng 0,53 giây. Thì các em chú ý ở đây là cái bài toán số 2 ở đây thì đang áp dụng phương pháp tỷ lệ. Ta xét một câu hỏi cuối cùng. Câu 3. Con lắc đơn có khối lượng M bằng 50 g, chiều dài dây L bằng 80 cm, treo tại nơi có gia tốc G bằng 9,8 m trên dây bình. Kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng một góc 60 độ, rồi buông ra để con lắc dao động. Câu A, tính cơ năng của con lắc. Câu B, khi dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 45 độ, thì động năng bằng bao nhiêu? Câu C, khi lực căng dây có độ lớn 0,49 N, thì tốc độ của con lắc bằng bao nhiêu? Vậy đây với câu 3 này, các em thấy góc alpha 0 ở đây là bằng 60 độ, tức là lớn hơn 10 độ, nên ở đây là vật không dao động điều hòa. Vậy đây câu A người ta yêu cầu tính cơ năng. Vậy ta áp dụng công thức cơ năng bằng MGL 1 trừ đi cos alpha 0. Vậy ta thay M thay G thay L thay alpha 0 vào và bấm máy tính. Thì ta được kết quả là 0,196 joule. Ở đây các em chú ý, M ta phải đổi sang kg, L ta phải đổi sang mét. Câu B, khi mà góc alpha bằng 45 độ, yêu cầu tính động năng. Vậy thì ta có động năng bằng 1/2 MV bình. Với V bình bằng 2GL cos alpha trừ đi cos alpha 0. Vậy nên động năng sẽ bằng MGL cos alpha trừ đi cos alpha 0. Vậy thay M, thay G, thay L, thay alpha và thay alpha 0. Bấm máy tính ta được 0,081 joule. Câu C. Đề cho lực căng dây. Vậy ta áp dụng biểu thức ở lực căng dây. T bằng MG 3 cos alpha trừ 2 cos alpha 0. Vậy từ đây thay vào biểu thức, thay alpha 0, thay MG, thay T, thì ta tính được cos alpha bằng 2/3. Do đó tốc độ công thức là căn bậc 2 của 2GL cos alpha trừ đi cos alpha 0. Ta thế cos alpha bằng 2/3, thế alpha 0 bằng 60 độ, thế G, thế L. Ta bấm ra được kết quả là xấp xỉ 1,62 m trên dây bình. Vậy ta vừa xét các câu hỏi vận dụng. Nếu câu nào phần nào chưa hiểu thì các em chúng ta chú ý chúng ta tua chậm lại, chúng ta làm thật là kỹ.
Bài học con áp đơn đến đây là kết thúc. Thân ái, chào các em.